Không có thằng nào đâu à. Thằng nghĩ ở đây không có thằng nào đâu. Nè. Ui, mới nào mà đã thấy Balu ba rồi. Ê lộn, mũ ba rồi. Sao nhiều mũ ba vậy? Con không nghĩ là có nhiều mũ ba như vậy luôn á bạn. Vậy ba bỏ đạn ra ba. Nhắn trượng với tôi đen nữa. Anh phải đau lắm. Sao tôi đây không? Vậy ba bỏ cái xuống tôi đen đi. Nó chết hay ba chết? Ba chết chứ nó chết gì? Nó chạy. Ba xuống kia đi. Bắn nó. Mày. Con tưởng ba chết là gì đâu, nó chết. Ba hay thật. Ba. Anh chưa có đồ gì mà. Con tưởng ba chết là gì đâu, nó chết. Ba bắn giỏi gì vậy ba? Nhắm hai đồng nó chết. Giờ bà không nhắm hai đồng nên nó không chết. Ba con nhận tất chiến này nhiều. Nhiều. Có gì xuống mặt kia. Ba phải cái luyện. Luyện cái gì? Luyện cho nó nhổng. Bắn ừ. Nhiều. Luyện nó nhổng. Ba lên đó bà chết nè. Bà nói thật luôn đó, bà lên đó là bà sẽ chết nè. Cái chết bà cũng phải lên. Dạ. Cái chết bà cũng lên. Chùi chùi. Xem ba chết hay là nó chết ha. Rồi bây giờ lên. Xem nó chết hay là ba chết. Con thấy đi. Bà sẽ xem cái hoàn cảnh của ba. Chuẩn bị. Này là lộn mất rồi. Thấy chưa con nói rồi. Ba chết hay là nó chết. Thấy chưa. Thấy rồi. Ba chết hay là nó chết. Con nói là ba chết hay là nó chết. Con nghĩ là nó nước đồ xong rồi đó. Sao ba xong rồi con nói chữ nước. Chữ nước con nói chữ nước cho nó nhanh. Ba hiểu không ba? Nước. Không con, xem ba lên ba có chết hay không. Con nghĩ là người ta lấp hết rồi. Cái con vô con mới bảo ba là không có gì đâu. Nên là con nhớ là xem ba lên ta chết hay không. Con nghĩ là không có món đồ gì á, hiểu không? Bởi vì con biết là cái nhà đó có thằng đứng ngồi được. Rồi thằng kia chết rồi. Trời. Thằng kia nó chạy bo không kịp, nó chết rồi. Chạy bo cũng không kịp. Lút nữa rồi. Cây chua. Cái gì vậy? Nó chạy qua rồi nó bắt mình chạy lại. Sao nó bắt mình chạy lại? Mình chạy bò. Mình chạy vô bò trước. Từ đầu nó phải quanh quanh nhỏ lại luôn qua đây mà ta. Kì con thằng. Con thằng. Xem bà chết là thấy chưa? Coi xuống này không ạ? À? Con chưa kêu đó xuống này không? Cho bà bắn nó luôn. Con chưa kêu nói xuống này không mạnh cái con chưa kêu nói con mới nói cái chữ hai không được mạnh. Cây xuống này không? Cái bà bắn đi chết luôn. Bà cũng rảnh thật chưa kịp nói xong cái còn ba thôi. Ba bắn nó chết con này. Chết chưa đây nè. Đó là gì? Ừ, ở trong nhà này. Rồi cái xác nó đâu rồi? Cái xác nó bên đây nè đúng không? Ơ xác rồi nằm ở trong nhà. Trời có cái bụi cỏ không? Mình nấp ra đây thằng nào vô mà làm nữa. Sau lưng hả? Đúng rồi sau lưng.
Không, thằng đằng trước á, hồi nãy con mới thấy cây súng nó chỉ đằng trước ba. Alo. Màu đen 55, màu xanh 60. Màu xanh 60, màu đen 55. Có 2 chiếc. Giá đó chị có giấy, giấy thêm 17 triệu nữa, vô vào giấy 67. Mày lên được hai thằng hai góc, trời ơi, hai thằng hai góc, ba đứng chính giữa. Nó núp đằng sau cái cây mà ba không biết luôn á. Trời chết hả? Đúng rồi, biết rồi. Nó núp đằng sau cái cây mà ba đứng chính giữa. Rồi cây bao con biết ba sẽ chết chết luôn, chạy vào chết luôn.